Rồi cá xét luôn được. Lấy cái này tối ngủ, lấy cái này tối ngủ. Ủa chị ơi, ai cũng lấy miếng đó, tự em ra chị cắt miếng em hay chị? Tiếp đi. Em không tâm lý để em diễn được luôn á. Cái gì? Thôi chị cắt nó được ok rồi đó. Từ ra, ra miếng cuối vậy? Đang miếng cuối vậy? Nhỏ đang ra cắt miếng vậy? Đội mình toàn là dài gì sọc đúng mà. Tụi em là dân người mẫu 1m8, 1m9 không thì làm đúng sao rồi có thể chơi được trò này? Ai 1m9? Đây hai đứa cộng lợi. Chào gia đình. Ê, chuối. Chuối hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Nhưng mà anh chơi ok không? Trời ơi, hoàn hảo luôn á. Trời ơi. Ai được mình phủ kính nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Lúc mình tung này ra là mình đang đứng hay ngồi? Mình phải tung lên xong rồi mình trường cái người ra phía trước. Là đứng đúng không? Đúng rồi. Ngửa úp là tùy mình ha. Tùy. Thẳng chân co chân thì tùy mình luôn. Nhưng mà quy định là phải nằm nha chứ không có cái thu lưu vô đâu nha. Tuy là khéo co thì ấm nhưng mà không được co người mà là phải duỗi thẳng chân ra. Trời ơi. Đội mình toàn là dài gì sọc đúng mà. Tụi em là dân người mẫu 1m8, 1m9 không thì làm sao có thể chơi được trò này? Ai 1m9? Đây. Hai đứa cộng lợi. Quy chơi được đi. Ok. Lấy hơn nè. Vậy là Quy với lại Tuấn đúng không? Rồi. Xin mời anh Tuấn. Rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cao. Cao này đúng rồi. Đang đúng lực. Trời, ủa. Thôi, hỗ trợ. Cho cái hãnh diện coi. Chào gia đình. Nghe đụng đầu hả? Bị gì không? Cái đầu bị gì? Con cứu người. Sao khó vậy? Sao tự nhiên cái của anh bay dữ vậy ta? Ừ. Phải thẳng người nha. Nè đó. Rồi nhưng mà bởi vì á là ở lượt thi đấu này á là Kiều Minh Tuấn là không có dính được một miếng gì vô mà. Thôi bây giờ cho người khác đi. Vô. Đây. Đối thủ nhẹ cân chất của em. Ê, rất khó, tại vì rất có Jennifer nha. Em có Jennifer. Ủa, bên em cũng có vậy? Đáng là phải là Jennifer, chỉ với Jennifer mới đúng chứ. Không. Nằm ngửa. Ok. Ngửa hả? Đâu em thải sao, em thải trước, em đừng nhảy vô, em thải cỡ em sao? Ủa, hả? Mắc gì tôi phải thải thử. Nè, thải bay gì nha. Em ơi, em muốn lưng vậy? Em muốn lưng hay gì mà em thải dữ vậy? Rồi, chuẩn bị. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Con ơi! Anh ơi, đập đầu rồi! Đập đầu rồi! Không nghiệm á! Nè, đau quá em đập đầu rồi. Rõ ràng. Có nước đo không chị? Có nước dây không? Không cần đó. Rít là trên gói chút xíu. Còn... Ủa? Ủa em? Gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì? Gì vậy? Đúng rồi anh. Đúng rồi. Thôi quá đừng. Hồi nãy loạn cái quần. Hồi nãy là nó có lồi luôn mày đó nè. Anh ơi. Nó quá rõ ràng rồi. Đúng rồi, thôi thua đi. Không, em bị đập đầu mà. Tôi kỳ vậy, không thua được. Kêu lại đít ơi, kêu lại đít. Em thắng rồi. Thắng rồi đít. Nãy giờ chưa vui đít ơi. Nãy giờ chưa vui. Chưa vui hả? Đúng rồi. Vui. Em ơi. Chưa vui ra ngoài ngủ vui. Đúng rồi. Vui. Em ơi. Chưa vui ra ngoài ngủ vui. Nhỏ, vô đây con. Đây, sức trẻ. Kinh nghiệm. 3 2 1 vô. Wow. Vô. Wow.
Em bỏ cái gì vậy? À. Bỏ cái gì? Cái gì hả? Ok chưa mày? Hả? Ok anh ơi. Ê, chuối, chuối, chuối. Chuối hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Nhưng mà anh cho ok không? Trời ơi, hoàn hảo luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Không lòi một cái gì luôn. Quá trời hoàn hảo luôn á. Thôi cái này là rồi. Độ này tháng là đúng rồi. Hồi nãy ra chưa gì hết là phải là hào xuống ngủ rồi. Là có cái điềm là bắt ngủ ngoài rồi. Không. Ai chị cho chơi một đợt ba đứa. Cái này chơi giao lưu hay sao? Chơi. Thôi, bây giờ chơi giao lưu thôi. Rồi thích chơi giao lưu cũng được. Giao lưu nha. Cũng được. Nhưng mà kết quả lúc nãy có tính không, hay không? Không tính. Không cũng được. Ủa? Tụi em ngủ sao cũng được. Chị ơi, bạn tính chứ. Ngủ đâu cũng vậy. Trời ơi, tụi em thắng thua lắm. Ba người vô nha mày á. Chơi đi. Chơi. Chiến thuật, chiến thuật. Ổn chưa? Một, tuyệt vời. Hai, ba. Vô. Vô. Chơi muốn lâm hay gì? Chơi gì mà chơi kỳ vậy? Chơi thấy rõ ràng á. Coi bên đây nè. Chơi thải cao lên. Ba, hai, một. Vô tụi em. Vô tụi em. Mấy đứa làm gì vậy? Ừ. Làm trò vậy? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Mấy làm trò, trò chơi gì vậy? Để tôi làm đại cái coi. Ai đấu tôi không? Em mệt quá, em nè. Rồi. Rồi. Anh ơi, cái lưng khổ ổn nha, chuẩn bị nha. Hết. Ba. Ba. Hai. Một. Một. Vô. Vô. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Tôi là hoàn hảo luôn á. Thở tay nè. Sao nhỏ nó không chạy luôn? Cái gì vậy? Thắng rồi mẹ. Anh có biết gì, anh cũng chạy luôn rồi thôi. Rồi kết test luôn, kết test luôn được. Lấy cái này tối ngủ, lấy cái này tối ngủ. Ủa chị ơi, ai cũng lấy miếng đó, tự em ra chị cắt miếng em hay gì? Tiếp đi, tiếp đi. Em không tâm lý để em diễn được luôn á. Cái gì? Thôi chị cắt nó được ok rồi đó. Từ ra, ra miếng cuối vậy. Đang miếng cuối vậy. Nhỏ đang ra cắt miếng nhỏ. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.